Cô xin chào tất cả các em. Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cho nên cô trò chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng các nhau trong chương trình giáo dục trên truyền hình bộ môn giáo dục công dân. Và cô là Hạng Thị Thanh Vinh sẽ đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Các em thân mến, bài 7, 8, 9 cô trò chúng ta cùng nhau học ở trên truyền hình, cho nên hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong việc hệ thống lại kiến thức của bài học. Cô được biết em gặp một vài khó khăn trong việc ghi chép những bài học này vào vở, bởi vì khi chúng ta theo dõi ở trên truyền hình thì bài học nó có nhanh hơn so với ở trên thực tế. Ở tiết học trước thì cô đã ôn cho chúng ta cái bài 7 công dân với các quyền dân chủ. Hôm nay chúng ta đi hai nội dung còn lại, đó là pháp luật và sự phát triển của công dân và pháp luật và sự phát triển bền vững của đất nước. Chúng ta đi vào nội dung bài 8, pháp luật và sự phát triển của công dân. Với nội dung bài học này, các em cần nắm cho cô ba quyền: quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. Với ba quyền độc lập: quyền học tập của công dân, quyền sáng tạo của công dân, quyền được phát triển của công dân. Còn hai nội dung ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân: trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. Thì trong nội dung bài học mà chúng ta học ở trên truyền hình thì quý thầy cô vẫn có cung cấp kiến thức cho chúng ta. Tuy nhiên, công văn mới hướng dẫn về tinh giản chương trình thì Bộ Giáo dục đã giảm tải, cho nên hai nội dung này hôm nay cô không có trình bày lại nữa. Chúng ta đi vào quyền thứ nhất, quyền học tập của công dân. Về quyền học tập của công dân, kém nắm cho cô, mọi công dân có quyền học không hạn chế, có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với khả năng, có quyền học thường xuyên, học suốt đời, đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Như vậy, về quyền học tập của công dân, các em chỉ cần nắm cho cô được 4 ý: về quyền học không hạn chế, học bất cứ ngành nghề nào, học thường xuyên, học suốt đời và được đối xử bình đẳng với cơ hội học tập. Như vậy có 4 ý trong nội dung của quyền học tập của công dân, các em cần nắm chắc và có thể ghi chú vào vở nếu chúng ta những tiết học trước chúng ta ghi chưa kịp. Cô có câu hỏi minh họa cho chúng ta. Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được A. miễn học phí, B. cấp học bổng, C. học vượt cấp và D. học suốt đời. Như vậy đâu là nội dung cơ bản của quyền học tập các em? Chúng ta vừa mới nêu thì ở đây chính là gì? Mọi công dân đều được học suốt đời. Đáp án D là chính xác. Còn miễn học phí, cấp học bổng hay học vượt cấp thì cái đó là tùy vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta được hưởng những cái quyền này khác nhau. Chúng ta qua một câu nữa. Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được A. hưởng tất cả chế độ ưu đãi, B. điều chỉnh phương thức đào tạo, C. lựa chọn loại hình trường lớp và D. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục. Như vậy mà em thấy cùng một cái đường dẫn giống nhau, là một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân. Như vậy đường dẫn lúc nãy của chúng ta cũng thế, mà đường dẫn lúc này cũng giống nhau, nhưng mà đáp án là khác. Như vậy là các đáp án người ta đã thay đổi, và ở đây chúng ta chọn cái đáp án C, lựa chọn loại hình trường lớp, như trong nội dung quyền học tập cô vừa mới ôn lại. Như vậy đáp án của chúng ta là C, lựa chọn loại hình trường lớp là một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân. Câu hỏi thứ 3 đi. Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng A. tất cả giáo trình nâng cao, B. các phương tiện hiện đại, C. những cách thức thống nhất và D. nhiều hình thức khác nhau. Như vậy lúc này cũng lại là một câu hỏi, lúc này họ lại đưa đường dẫn ý chúng ta là nội dung của quyền, và lúc này chúng ta lại đi tìm cho mình là biểu hiện này là biểu hiện của nội dung nào. Thì học thường xuyên, học suốt đời thể hiện đó là công dân học bằng nhiều hình thức khác nhau.
Đó, như vậy việc của chúng ta cần nắm chắc cho cô nội dung của quyền, thì dù người ta hỏi như thế nào thì chúng ta vẫn có thể là trả lời được câu hỏi thuận lợi hơn. Chúng ta qua một quyền nữa, quyền sáng tạo của công dân. Công dân được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Quyền về sáng tác văn học nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Như vậy đây chính là khái niệm của quyền sáng tạo. Và cô tóm tắt lại trong phần nội dung đơn giản hơn, đó là quyền sáng tạo thể hiện được là quyền tác giả tác phẩm, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ và quyền sáng chế kiểu dạng công nghiệp. Như vậy công dân chúng ta có quyền tác giả tác phẩm, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ, quyền sáng chế kiểu dạng công nghiệp. Các em nắm về nội dung như thế. Chúng ta có câu hỏi. Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây? A. Tham vấn, B. Điều phối, C. Quản lý và D. Sáng tạo. Thì rõ ràng với đường dẫn là công dân tự do nghiên cứu khoa học thì chính là thể hiện thực hiện cái quyền sáng tạo, cho nên đáp án của chúng ta là D. Còn các cái quyền tham vấn, điều phối, quản lý thì chương trình giáo dục công dân 12 chúng ta không được tiếp cận, cho nên chúng ta dễ dàng loại trừ. Và đáp án chính xác ở đây chính là quyền sáng tạo. Và chúng ta nhớ được cái mạch nội dung là công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh sáng chế. Như vậy đó là nội dung của quyền sáng tạo. Ta qua một câu nữa. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? A. Đưa ra phát minh sáng chế. B. Bảo hành trọn gói sản phẩm. C. Sử dụng hộp thư điện tử. D. Chuyển quyền nhân thân. À, như vậy mà em thấy trong quyền sáng tạo thì thực hiện ở đây chính là quyền đưa ra phát minh sáng chế. Đáp án A là chính xác. Còn B, C, D thì không thể hiện cái quyền sáng tạo trong trường hợp này. Anh Hát sao chép ca khúc Ít của ông Quy đăng lên mạng xã hội và lấy tên mình là tác giả. Anh Hát đã vi phạm quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây? A. Quyền tác giả. B. Nâng cấp sản phẩm. C. Chuyển giao kỹ thuật. Và D. Ứng dụng công nghệ. Sao chép ca khúc đăng lên mạng xã hội lấy tên mình là tác giả. Như vậy anh Hát đã vi phạm quyền sáng tạo trong nội dung vế quyền tác giả, bởi vì mỗi công dân trong quá trình sáng tạo đăng ký bản quyền thì chúng ta được hưởng quyền tác giả tác phẩm, cho nên ở đây đáp án A là chính xác. Chúng ta qua quyền thứ ba, quyền được phát triển của công dân. Công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, có mức sống đầy đủ về vật chất, được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe, được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng. Như vậy quyền được phát triển của công dân thể hiện ở công dân sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức. Về mém lưu ý. Và quyền được phát triển của công dân được tách ra là công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. Thì trong quá trình học về quyền được phát triển của công dân thì quý thầy cô đã giải thích và trao đổi cho các em. Tuy nhiên ở đây cô cũng thể liên hệ để nói rằng hưởng cái đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ này thì vẫn còn tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên trong cái mùa đại dịch này thì chúng ta thấy được ra công dân chúng ta đã được nhà nước quan tâm, chăm sóc
để thể thực hiện cái quyền được phát triển rất là toàn diện về vật chất, về tinh thần, được cung cấp đầy đủ thông tin về dịch bệnh, được chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe. Cho nên mẹ em thấy rằng tùy vào điều kiện hoàn cảnh, khi nói rằng nó là được cung cấp đầy đủ, nhưng mà mẹ em nhớ tùy vào điều kiện hoàn cảnh của đất nước trong từng giai đoạn phát triển mà quyền này của chúng ta được thực hiện ở những mức độ khác nhau. Và thứ hai là công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng. Như vậy nếu công dân có tài năng thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để chúng công dân chúng ta phát triển. Và cũng trong mùa dịch bệnh này, mẹ em thấy có rất nhiều những cái sáng kiến, những cái sáng tạo, những cái sáng chế của công dân chúng ta được đem ra và áp dụng vào trong quá trình là phòng chống dịch bệnh rất là hiệu quả, được cộng đồng chúng ta đánh giá rất là cao. Chúng ta có câu hỏi: cá nhân được tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Được phát triển. B. Đối thoại. C. Tự phán quyết. D. Kiểm tra. Như vậy, cá nhân được tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng, đây là thể hiện quyền được phát triển của công dân. Đó. Như vậy, cái việc mà công dân chúng ta được tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng, đây là một trong những thể hiện quyền được phát triển của công dân. Đáp án A chính xác. Nội dung được phát triển, quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân: A. Tự do kinh doanh ngoại tệ. B. Được chăm sóc sức khỏe. C. Được cung cấp thông tin. Và D. Tham gia hoạt động văn hóa. Vì vậy ở đây là B, C, D đều là những cái nội dung thể hiện quyền được phát triển của công dân. Chỉ có nội dung A, tự do kinh doanh ngoại tệ, là không thể hiện quyền này thôi. Cho nên đáp án của chúng ta là A. Một câu nữa: lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhằm cung cấp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? A. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng. B. Chủ động xử lý công tác truyền thông. C. Có mức sống đầy đủ về vật chất. D. Sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội. Thì mẹ em thấy trong cái đường dẫn của chúng ta thì có nội dung là chỉ đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhằm cung cấp nước sạch cho người dân. Thì ở đây chính là thể hiện là lãnh đạo X đã tạo điều kiện để cho người dân hưởng quyền phát triển ở nội dung là có mức sống đầy đủ về vật chất. Đó, như vậy cũng quan tâm về đời sống vật chất cho người dân. Đáp án C là chính xác. Còn A, B, D thì không phải là những cái nội dung liên quan đến đường dẫn hôm nay trong câu hỏi của chúng ta. Như vậy, pháp luật về sự phát triển của công dân bài 8 cô vừa mới trình bày cho các em, thì các em cần nắm cho cô ba quyền, đó là quyền học tập của công dân, quyền sáng tạo của công dân và quyền được phát triển của công dân. Còn cả so với nội dung hôm trước khi dạy ở trên truyền hình, thì lần ôn tập này thì cô đã tiếp cận với cái công văn giảm tải của bộ mới, cho nên là chúng ta sẽ nắm về ba nội dung quyền này thôi. Còn mục 2 và 3 thì chúng ta tinh giản, nên các em lưu ý để chúng ta học và ghi chép nội dung bài vào vở. Chúng ta qua nội dung tiếp theo, bài 9, pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước. Cũng tương tự như vậy, nội dung bài 9 thì pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước của chúng ta được chia làm hai đề mục lớn. Trong đó thì cái nội dung 2 là nội dung pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước. Nó lại được chia làm 5 mục nhỏ, gọi là 5 nội dung về kinh tế, văn hóa, các lĩnh vực xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh. Thì chúng ta đã giảm tải đi các nội dung, chỉ còn lại về kinh tế và các lĩnh vực xã hội. Và trong đó phần 1 lớn cũng giảm tải luôn. Cho nên phần này của chúng ta chỉ còn lại là hai nội dung cơ bản thôi. Đó là về kinh tế và các lĩnh vực xã hội. Cô cùng ôn lại cho chúng ta.
Phần một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế. Thì trong phát triển kinh tế chúng ta có nguyên một tiết học đó là về quyền tự do kinh doanh. Và chúng ta ôn lại quyền tự do kinh doanh của công dân. Khái niệm tự do kinh doanh, mọi công dân khi đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy mẹ em nhớ cho cô được 3 bước là mọi công dân đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. Và quyền thì đi liền với nghĩa vụ. Chúng ta có các nghĩa vụ, đó là nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đã được cấp phép, những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nghĩa vụ thứ hai, nộp thuế. Nghĩa vụ thứ ba, bảo vệ môi trường. Thứ tư, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và thứ năm, tuân thủ quy định về quốc phòng an ninh. Như vậy chúng ta nhớ quyền thì đi liền với nghĩa vụ. Và trong kinh doanh chúng ta có 5 nghĩa vụ chính được quy định ở đây. Chúng ta cần làm câu hỏi để nhớ bài. Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về A. Quan hệ xã hội, B. Lao động công vụ, C. Bảo vệ môi trường và D. Phát triển kinh tế. Thì quyền tự do kinh doanh là quyền nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế, đáp án D. Rất là dễ, như vậy chúng ta nhớ tương quan qua lại kinh tế thì liên quan tới là quyền tự do kinh doanh, mà tự do kinh doanh thì là lĩnh vực về phát triển kinh tế. Một câu nữa, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? Như vậy chúng ta mới có 5 nghĩa vụ và chúng ta xem các đáp án. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. B. Lắp đặt hệ thống quản lý phần mềm. C. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp. Và D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội. Như vậy mẹ em thấy nhớ một cái nghĩa vụ rất là quan trọng trong quá trình kinh doanh, đó là nộp thuế. Cho nên đáp án của chúng ta là đáp án A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Và chúng ta cũng nhớ cho cô nghĩa vụ nộp thuế trong kinh doanh. Tương tự như vậy, cô lại có một câu hỏi. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? Như vậy đường dẫn là giống nhau, nhưng chúng ta xem đáp án. A. Tổ chức hội nghị khách hàng. B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Và D. Tham gia bảo hiểm nhân thọ. Như vậy chúng ta lại gặp được một nghĩa vụ nữa, chính là nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Như vậy mẹ em thấy rằng á, đường dẫn có thể rất là giống nhau, nhưng đáp án người ta đã thay đổi. Cho nên việc của chúng ta là nắm thật là chắc cái kiến thức của nội dung bài học. Thì dù hỏi như thế nào thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng tìm được cái đáp án chính xác cho mình. Chúng ta qua nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội. Trong lĩnh vực xã hội thì gồm có 5 nội dung. Đó là giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế sự gia tăng dân số, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng chống tệ nạn xã hội. Thì có 2 nội dung là giải quyết việc làm và chăm sóc sức khỏe của nhân dân là đã được giảm tải. Chúng ta chỉ còn lưu tâm cho cô 3 nội dung là xóa đói giảm nghèo, kiềm chế cái sự gia tăng dân số và phòng chống tệ nạn xã hội. Về 3 nội dung. Và với kể 3 nội dung này thì pháp luật quy định như thế nào? Chúng ta cần nắm một tí. Đó là nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế tài chính để thực hiện xóa đói giảm nghèo, như tăng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, mở rộng các hình thức hỗ trợ người nghèo. Vậy trong quá trình giảng thì cô cũng đã phân tích và làm ví dụ cho chúng ta về nội dung này. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là gì? Với công tác xóa đói giảm nghèo thì mẹ nhớ về những cái gói tài chính, những cái biện pháp hỗ trợ mà nhà nước thực hiện. Cho nên trong
câu hỏi trắc nghiệm, người ta có thể nêu các cái gói, những cái đường dẫn về các cái biện pháp kinh tế tài chính, thì chúng ta biết nắm đó chính là nội dung về phát triển các lĩnh vực xã hội về xóa đói giảm nghèo. Thứ hai là nhà nước có chủ trương kiềm chế sự gia tăng dân số. Như vậy nhà nước trong cái chính sách về phát triển các lĩnh vực xã hội thì mém lưu ý là nhà nước có chủ trương kiềm chế gia tăng dân số. Thứ ba, luật phòng chống ma túy, pháp lệnh phòng chống mại dâm, quy định về đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội. Như vậy mém nhớ về các cái quy định của pháp luật về công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Vậy ba nội dung của cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội thì các em nhớ cho cô đó là về xóa đói giảm nghèo, kiềm chế sự gia tăng dân số và phòng chống tệ nạn xã hội. Chúng ta đi một vài câu trắc nghiệm để cùng ôn lại. Câu hỏi: nhà nước cho người nghèo vay vốn ưu đãi để kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực A. xã hội, B. văn hóa, C. hành chính và D. công vụ. Thì ở đây cho người nghèo vay vốn ưu đãi, thì như vậy chúng ta vừa mới học về xóa đói giảm nghèo, mà xóa đói giảm nghèo thì là phát triển về lĩnh vực xã hội, như vậy đáp án A. Tuy nhiên ở đây cô cũng thể lưu ý rằng là gì? Cũng là câu hỏi như thế này, nhưng người ta thay đổi là cho người nghèo vay vốn ưu đãi thì lại thuộc về cái nội dung nào của chính sách xã hội. Thì lúc này các em lại có thể trả lời đó là về nội dung xóa đói giảm nghèo. Như vậy người ta sẽ rất linh hoạt trong việc là gì? Cho câu hỏi thay đường dẫn, và đáp án có thể như nhau nhưng mà mẹ em thấy đường dẫn khác nhau thì chúng ta cũng đã tạo được một câu hỏi trắc nghiệm khác rồi. Như về việc chúng ta nắm xóa đói giảm nghèo là thuộc về lĩnh vực xã hội và thuộc về một trong những cái chính sách của nhà nước trong phát triển các lĩnh vực xã hội. Như vậy cứ hỏi qua thì hỏi lại và chúng ta cứ nắm chắc, thật là chắc vào cho cô về nội dung thì chúng ta sẽ trả lời được. Chúng ta một qua một câu nữa. Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về các phát triển các lĩnh vực xã hội là A. duy trì tỷ lệ lạm phát, B. bài trừ tệ nạn xã hội, C. thúc đẩy phân hóa giàu nghèo và D. hạn chế cung cấp thông tin. Như vậy nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực xã hội thì ở đây mẹ em thấy chính là gì? Lĩnh vực xã hội chúng ta lại có ba nội dung, đó là xóa đói giảm nghèo, kiềm chế sự gia tăng dân số và phòng chống tệ nạn xã hội. Thì ở đây chúng ta chính là bài trừ tệ nạn xã hội, đáp án B là chính xác. Như vậy họ sẽ hỏi rất nhiều cách khác nhau. Chúng ta câu hỏi cuối cùng. Chủ trương kiềm chế sự gia tăng dân số của nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển A. các lĩnh vực xã hội, B. loại hình dịch vụ y tế, C. loại hình dịch vụ kinh tế và D. các hình thức bảo hiểm. Thì như vậy gia tăng dân số chính là lĩnh vực gì? Xã hội. Em thấy có dễ không ạ? Như vậy cô vừa mới đưa cho chúng ta những câu hỏi trắc nghiệm và ôn lại nội dung về các lĩnh vực xã hội. Trong đó có một câu hỏi nữa ở mức cao hơn. Mẹ em lưu ý, nhà nước áp dụng các biện pháp cho người có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh là thực hiện nội dung nào dưới đây của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội? A. triệt tiêu cạnh tranh, B. duy trì lạm phát, C. xóa đói giảm nghèo và D. sáng bằng thu nhập. Như vậy trong đường dẫn họ cho chúng ta cả về cái biện pháp, cả về kế phát triển lĩnh vực gì và họ hỏi nội dung, thì ở đây chính là nội dung về xóa đói giảm nghèo. Như vậy xoay qua xoay lại thì cứ nắm thật là chắc cái nội dung chính của bài thì chúng ta sẽ trả lời được. Như vậy các em thân mến, nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển bền vững của đất nước dừng ở hai nội dung: pháp luật về phát triển kinh tế, pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội thì cô vừa mới ôn tập cho chúng ta.
Và ở đây cũng là kết thúc của cái bài 9. Bài 9 thì chúng ta được trong cái chương trình cũ trước thì đã được tinh giản khá nhiều nội dung, và trong cái hướng tinh giản mới của bộ vừa mới hướng dẫn cũng được giảm thêm rất là nhiều nội dung nữa. Cho nên các em lần này chúng ta nắm chắc lại một lần nữa hệ thống lại kiến thức bài 9 để chúng ta nắm được bài, để có thể trả lời được những cái câu hỏi trong những lần ôn tập tiếp theo. Thì phần ôn tập của cô về pháp luật và sự phát triển của công dân và pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước, cô mới dừng lại ở mức độ hệ thống hóa lại cái kiến thức bài học cho các em. Ở mức độ cơ bản, những cái phần kiến thức chuẩn cơ bản nhất. Còn phần câu hỏi thì cũng dừng lại ở mức độ cho các em ôn tập để nắm về kiến thức. Sắp tới trong những tiết học tiếp theo, phần ôn tập, quý thầy cô sẽ xây dựng cái bộ câu hỏi và tạo một cái bộ đề, một cái bài hoàn thiện để với nhiều mức độ khác nhau, từ biết, hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao cho các em, để các em có thể ôn luyện. Và cô xin cảm ơn các em đã theo dõi cái bài học của cô ngày hôm nay. Hy vọng những tiết học trước chúng ta chưa ghi chép được bài vào vở, thì với việc ôn lại cái hệ thống bài 7, 8, 9 thì các em sẽ ghi chép và nắm chắc được những cái nội dung kiến thức này. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lần sau.